Đức Chinh lên tiếng bảo vệ Bùi Tiến Dũng khi bị ném đá đi cách quốc như đi chợ. Bùi Tiến Dũng nhận khá nhiều lời chỉ trích về việc xuất hiện trên sàn cách quốc, Hà Đức Chinh vội vàng bảo vệ. Tối 22 tháng 4, thủ môn Bùi Tiến Dũng đảm nhận vai trò người mẫu trên sàn diễn tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Trong vai trò vedette cho một thương hiệu thời trang, thủ môn đội tuyển U23 Việt Nam đã gây ra không ít phản ứng trái chiều. Đây không phải lần đầu tiên Bùi Tiến Dũng phải đối mặt với những khen chê kể từ sau thành công của U23 Việt Nam tại giải đấu U23 châu Á. Nam thủ môn thường xuyên góp mặt trong nhiều sự kiện giải trí, trở thành gương mặt quảng cáo được săn đón nhiệt tình. Mới đây trong cuộc phỏng vấn, Bùi Tiến Dũng bật khóc nói về những bình luận ác ý, cũng như áp lực phải gánh chịu trong thời gian qua. Không chỉ bản thân, những nhận xét tiêu cực còn chỉ thẳng vào đấng sinh thành của thủ môn xứ Thanh. Nhiều người rất nặng nề, nếu có nói hãy nói trực tiếp đến tôi, đừng xúc phạm những người thân của tôi cảm thấy tổn thương. Sau những lùm xùm trên mạng xã hội, bố mẹ bảo tôi đừng lo lắng. Tôi không muốn làm gì khiến bố mẹ phải buồn, gia đình động viên hãy cứ là bản thân mình, cứ làm những gì mình thích. Bùi Tiến Dũng rơi nước mắt. Trước sự chỉ trích của một số cư dân mạng dành cho Bùi Tiến Dũng, không chỉ có nhiều sao Việt như MC Nguyên Khang, Trang Trần, Minh Tiệp, Hoàng Bách đã lên tiếng bảo vệ cầu thủ này, mà sự quan tâm của Hà Đức Chinh gây chú ý đến nhiều khán giả. Sau tất cả, đây là tấm hình mình thấy ok nhất. Hà Đức Chinh đã chia sẻ trên story Instagram cá nhân để an ủi Bùi Tiến Dũng. Hình ảnh đó cũng giống hình này khi cư dân mạng vẽ Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng. Bên cạnh đấy, quản lý nam thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng từng ẩn ý trên mạng rằng mọi người không thể hiểu hết những gì mà người ta đang chịu đựng và gánh vác, nên không thể cứ nhìn mà ném đá vậy được. Sau tất cả, cô vẫn luôn yêu thương người em này. Quản lý cũng chia sẻ động viên với Tiến Dũng. Điểm chung của hai người tình Trường Giang không thừa nhận tình cảm. Quế Vân và Nam Em đều có danh hiệu nhan sắc, từng thử sức với nhiều lĩnh vực nhưng không thành công và có tính cách khá thẳng thắn trong cả công việc lẫn cuộc sống. Khát khao làm hoa hậu có danh hiệu nhan sắc nhất định, Nam Em là một trong số những người đẹp nghiện thi hoa hậu. Thời chưa ai biết đến, cô ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng khá nhạt nhòa và không đạt được thành tích như mong muốn. Sau đó một năm, người đẹp sinh năm 1996 dự thi Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long. Nhờ ngoại hình dễ nhìn cùng sự tự tin, cô vượt qua loạt ứng viên sáng giá để đăng quang ngôi vị cao nhất. Khát khao có được danh hiệu cấp quốc gia, Nam Em còn dự thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015, nhưng chỉ lọt vào top 10 chung cuộc. Năm 2016, mỹ nhân gốc Tiền Giang đại diện quốc gia đi thi Hoa hậu Trái đất. Có được sự giúp sức của ekip chuyên nghiệp và đặt quyết tâm cao, Nam Em đạt thành tích top 8, vị trí chưa có người đẹp Việt Nam nào chạm tới khi chinh chiến tại sân chơi này. Chưa kể những lần rút hồ sơ thi nhan sắc trong nước vào phút chót, Nam Em vẫn đang nung nấu mong muốn được một lần nữa đem chuông đánh xứ người. Với Quế Vân, cô xuất thân là một người mẫu sở hữu chiều cao vượt trội cùng gương mặt cá tính. Nhiều năm lăn lộn trong showbiz và thử sức với loạt lĩnh vực khác nhau. Năm 2013, Quế Vân chạy theo trào lưu đi thi nhan sắc bằng việc ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Người Việt Thế giới tổ chức ở California của Mỹ. Lợi thế vóc dáng, truyền thông và tên tuổi đã được nhiều người biết đến. Quế Vân bước lên bục nhận danh hiệu Á hậu 1 kèm giải người đẹp tài năng trong đêm chung kết. Tuy nhiên khi về nước, Quế Vân bị cơ quan chức năng nhắc nhở vì đi thi chui. Thử sức với nhiều lĩnh vực nhưng không thành công. Dù có cơ hội phát triển nghề người mẫu trong làng giải trí Việt, song Quế Vân lại hoạt động khá cầm chừng. Có thời điểm cô bất ngờ lấn sân sang ca hát và phim ảnh bằng việc đóng một vai nhỏ trong các dự án phim truyền hình và đầu tư để ra mắt những sản phẩm âm nhạc chuyên nghiệp. Giai đoạn năm 2006, Quế Vân được khán giả nhớ tới khi sở hữu ca khúc Đừng xa em nhé. Tuy nhiên, bài hát này không đủ sức nóng để giúp cho mỹ nhân sinh năm 1982 bứt phá và rẽ hướng hẳn sang công việc của một ca sĩ. Vài năm sau đó, Quế Vân rời xa hào quang showbiz để tập trung kinh doanh. Khi tái xuất bằng việc tung thêm nhiều ca khúc mới, Quế Vân vẫn không được số đông khán giả nghe nhạc quan tâm. Hiện tại Quế Vân dừng cả việc người mẫu, ca hát lẫn diễn xuất. Trước khi đi thi Hoa hậu, Nam Em là sinh viên khoa thanh nhạc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Khi tên tuổi được nhiều người biết đến, Nam Em ra mắt một số MV như Tết Sang, Tội cho cô gái đó nhưng không được tạo hiệu ứng. Cùng với ca hát, Nam Em còn đảm nhận những vai diễn quan trọng trong phim điện ảnh Lô Tô 7-8-9-10, nhưng diễn xuất của cô gái này còn gây nhiều tranh cãi, thậm chí còn nhận xét lời chê bai của nhiều khán giả và truyền thông.
Song năm 2016, nam em ra mắt MV cùng anh Lisa kèm công bố chuyện tình cảm với Trường Giang. Dù tận dụng scandal để gây chú ý, nhưng sản phẩm chỉ đạt được sự quan tâm ở mức vừa phải. Sau loạt MV không thành công, nam em đang ấp ủ việc ra mắt thêm nhiều sản phẩm mới. Tính cách thẳng thắn, không ngại những phát ngôn đụng chạm. Điểm chung dễ nhận thấy ở Quế Vân và nam em đó là cả hai sống khá thẳng thắn và không ngại lên tiếng về những sự việc liên quan đến mình. Cụ thể như chuyện tình ái, Quế Vân và nam em không né tránh gạch đá của dư luận bằng việc công khai những bằng chứng kỷ niệm thời yêu nam danh hài với truyền thông. Trước đây, Quế Vân từng mạnh miệng gây chiến với loạt đồng nghiệp trong showbiz Việt như Trang Trần, Pha Lê, còn nam em cũng không kém ồn ào với loạt phát ngôn liên quan đến tình tiền và đại gia. Cùng phản ứng gay gắt khi bị tố tình, nhưng Kim Lý nhận về lời khen, Trường Giang lại vấp phải chỉ trích. Cả hai đều chọn các phản ứng mạnh mẽ và quyết liệt khi bị tố tình, nhưng Kim Lý nhận về nhiều lời khen. Còn Trường Giang vấp phải chỉ trích từ dư luận. Những ồn ào xoay quanh câu chuyện về nam em Trường Giang vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong tuần qua. Phát ngôn có phần hồ đồ sau 30 ngày im lặng của Trường Giang khiến anh nhận về ngày càng nhiều gạch đá từ dư luận. Từ Trường Giang nhìn sang Kim Lý, người cũng từng bị tố tình cách đây chưa lâu, mới thấy cách ứng xử thật khác biệt giữa hai ngôi sao điện ảnh, hai người đàn ông đào hoa nổi tiếng showbiz Việt. Nổi tiếng cỡ Trường Giang và Kim Lý thì không thiếu gì cô gái muốn bám vào để tìm kiếm chỗ đứng trong showbiz. Nhưng có chìa tay ra cho các cô gái ấy bám vào hay không lại là sự lựa chọn của mỗi người. Tháng 12 năm ngoái, giữa lúc đang chìm đắm trong cuộc tình ồn ào một cách ngọt ngào với nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà, Kim Lý bất ngờ bị người mẫu Kiko Chen tố cáo bắt cá hai tay. Khỏi phải nói fan của Hà Hồ đã sốc đến mức nào. Theo tiết lộ của Kiko Chen, Kim Lý đã tán tỉnh và có mối quan hệ tình cảm bí mật với cô từ tháng 7/2015 đến tháng 3/2016. Quãng thời gian này, Kim Lý đang là người tình công khai của nữ diễn viên kim nhà sản xuất Hương Ga siêu mẫu Trương Ngọc Ánh. Kiko Chen cho biết vì không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp, Kim Lý đã yêu cầu cô phải giữ kín mối quan hệ này. Việc phải yêu trong âm thầm khiến Kiko Chen cực kỳ khổ tâm. Đỉnh điểm là khi nữ người mẫu bị mất điện thoại và lộ tin nhắn tình ái giữa hai người, Kim Lý đã dứt khoát chia tay. Vấn đề lớn nhất làm tôi thất vọng và khóc rất nhiều là khi xảy ra sự việc mất điện thoại, bị lộ hình ảnh và tin nhắn. Là anh và tôi có mối quan hệ, anh điên loạn đổ lỗi và nói tôi là người tung tin phá sự nghiệp anh, Kiko Chen giải bày. Chưa hết, Kiko Chen còn bức xúc cho rằng Kim Lý là kẻ giữ hơi phụ nữ, bám vào Trương Ngọc Ánh và Hà Hồ để nổi tiếng, và rằng anh là kẻ sống hai mặt. Chắc chắn sự thật đằng sau còn chấn động vì những tình tiết mới tôi và anh chưa bao giờ muốn nhắc tới, Kiko Chen cảnh báo. Nhưng đáp lại tất cả những lời tướng công từ Kiko Chen, Kim Lý chỉ viết duy nhất một bức tâm thư. Trong đó anh thể hiện thái độ rất rõ ràng, cứng rắn, phủ nhận thông tin tình ái là sai sự thật, theo cách rất lịch thiệp, văn minh. Tôi đang yêu một người và tôi luôn rất hạnh phúc bày tỏ điều đó trước công chúng. Điều đó có nghĩa là nếu bạn đọc được rằng tôi đã có một mối tình với ai đó suốt 2 năm, đó là thông tin hoàn toàn bị đặt. Luôn biết và hành xử với phụ nữ một cách trân trọng nhất và sẽ không bao giờ làm những điều tệ hại như tin đồn đó. Tôi có đủ bằng chứng để chứng minh lời nói của mình. Không hề nhắc đến tên Kiko Chen, cũng không cần đả kích trực diện nữ người mẫu, càng không tố cáo Kiko là kẻ bị đặt. Thế mà người tình Hà Hồ vẫn bảo vệ được cho mình, giành được niềm tin từ người hâm mộ. Tôi có thể thề rằng mình chưa bao giờ phản bội bất kỳ bạn gái nào trong đời. Có những thông tin về việc tôi nói dối, cư xử rất tệ với phụ nữ, và chắc chắn tôi chưa từng làm vậy. Tất nhiên Kim Lý không bỏ qua việc bóng gió nhắc nhở Kiko Chen, cho rằng cô đang cố tình lợi dụng tên tuổi của anh gây scandal để tạo sự chú ý. Song cách nói của Kim Lý đủ tế nhị và đủ sức răn đe. Tôi mong rằng những ai đang tìm kiếm sự nổi tiếng sẽ có được điều đó bằng tài năng, sự nỗ lực và chăm chỉ, chứ không phải bằng cách thêu dệt những câu chuyện không có thật để thu hút sự chú ý của khán giả. Kim Lý không bỏ qua việc bóng gió nhắn nhủ tới Kiko Chen, cho rằng cô đang cố tình lợi dụng tên tuổi của anh gây scandal để tạo sự chú ý. Song cách nói của Kim Lý đủ tế nhị và đủ sức răn đe. Cả một bức tâm thư dài không có một chữ Kiko Chen nào, và đó cũng là lần duy nhất Kim Lý lên tiếng về sự việc. Lời nói vất vát, cố đấm ăn xôi của Kiko Chen sau này, Kim Lý hoàn toàn không quan tâm, anh để cho quản lý của mình giải quyết. Ngược lại với Kim Lý, Trường Giang lại có cách ứng xử đổ dầu vào lửa, làm cho scandal về mình đang âm mỉ tắt lại có cớ bùng lên mạnh mẽ hơn. Sau 30 ngày giữ im lặng, người hâm mộ rất mong chờ Trường Giang lên tiếng. Nhưng cái họ mong chờ là một lời xin lỗi chân thành tới công chúng và hai người phụ nữ đã bị anh làm tổn thương. Nhưng thay vì thế, Trường Giang xin lỗi thì ít,
mà đổ tội cho năm em thì nhiều. Năm em cô gái mà Trường Giang thừa nhận là có thích đã bị danh hài vùi dập phỉ báng, giễu cợt, chỉ trích không thương tiếc. Anh bảo cô là có vấn đề về đầu óc, là người không bình thường. Anh tố cô cố tình tạo ra đủ trò vì mục đích riêng tư. Anh trách cô ngộ nhận tình cảm khiến anh vô cùng mệt mỏi. Và đỉnh điểm anh đe dọa cô, nếu dám động vào Nhã Phương thì anh sẽ không để cô sống yên. Khác với Kim Lý chọn cách nói trực diện nhưng tế nhị, kín kẽ, Trường Giang chọn cách nói trực diện có phần thô lỗ, nặng lời khi nhận xét về phụ nữ. Lại là một đàn em trong nghề và từng là cô gái mà anh thừa nhận có quan hệ tình cảm. Việc sử dụng những tính từ mạnh để chỉ trích nam em của Trường Giang khiến khán giả xem clip phỏng vấn anh phải tròn mắt kinh ngạc. Khi Trường Giang phát ngôn, cộng đồng mạng phần nhiều dị ứng với hành động bất thường đến khó chịu của nam em khi nhận ra cô cố ý tấn công nam danh hài. Nhưng khi Trường Giang phát ngôn, người ta không những không hả hê mà còn cảm thấy phẫn nộ thay cho nam em khi cô đã dành tình cảm cho một người đàn ông phũ phàng đến tận cùng. Cư dân mạng còn trào phúng rằng bài hát "Không yêu đừng nói lời cay đắng" chắc hẳn là viết sẵn cho Trường Giang. Câu chuyện của Kim Lý Trường Giang chỉ có người trong cuộc là biết rõ thật giả đúng sai. Anh bội phản ai ngoại tình, ai bạc bẽo, ai thủ đoạn, chỉ có họ là thấu hiểu nhất và cũng chỉ có họ mới biết mình nên làm thế nào cho phải. Phải với đối phương, phải với công chúng và phải với chính mình. Có lẽ những lời mà Kim Lý nói dưới đây là điều mà mọi đàn ông, đặc biệt là đàn ông trong showbiz cần phải tham khảo học hỏi. Dù có thế nào, tôi cũng chưa từng nói một điều nào xấu về bất kỳ một người phụ nữ nào và cũng không muốn làm điều đó vào lúc này. Tôi tin rằng đó là một cách người đàn ông thực sự nên hành xử.